So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì update phiên bản mới, chúng ta sẽ có những cái sự kiện Tết vô cùng hấp dẫn. Và không để mất thời gian của anh em nữa thì chúng ta sẽ review cái phiên bản update mới này. Ôi, đập vào mắt là sự kiện khẩu khẩu MK47. Khẩu này free anh em ơi, khẩu này free nhá. MK47 giao long, mình gọi là giao long này. Con này nhìn khá là giống một rồng nhưng mình gọi nó là giao long anh em ạ. Chặt chưa, phong ấn luôn. Ai chặt chà. Thì cái sự kiện này cũng như bao cái sự kiện nhận súng free khác thì chúng ta sẽ nhận được một cái phôi súng và làm nhiệm vụ và lấy cái mảnh nâng cấp của nó để nâng lên. Ấy à, hồi này có cả âm thanh luôn anh em ạ. Chị 10 dạo này chơi lớn quá. Và thế bảo là mùa S2 này cũng được free rồi pass anh em ạ. Free mẹ sổ luôn kinh. Mùa 1 free lành, mùa 2 cũng free luôn. Ở đây là những sự kiện Tết anh em ạ. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ nhận luôn. Thấy chưa? Đây là một cái phôi súng một khẩu MK47 giao long, gọi là MK47 giao long. Cái tên mình tự đặt thôi. Tên chính xác nó còn mình không biết anh em ạ. Trùm đặt tên bố mẹ đời luôn. Rồi. Đấy, khi anh em nhận được cái phôi súng này thì anh em sẽ cần phải làm những cái nhiệm vụ ở đây. Ở đây và ở đây. Đó, làm hết những cái nhiệm vụ này anh em sẽ có điểm và anh em sẽ mở 5 cái vòng này. Đấy, 1 2 này. Đó, 3 4 5 ở dưới này. Đấy. Thấy chưa? Đây có cả đua Karambit này. Ấy da, đẹp gớm nhỉ. Đó, thấy chưa? Anh em cũng có thể nhận được những cái hòm nữa, khung này. Đó. Y xì những cái sự kiện lần trước thôi. Những cái sự kiện những khẩu súng free lần trước. Ai à? Ở trong cái phần shop anh em có thể đổi cái khẩu à cái skin quắm nha. Skin này đẹp nha. Skin này được anh em ơi. Skin này mình chắc chắn sẽ đổi rồi, mẹ không húp hơi phí các bạn. Mẹ ngon thế nhỏ. Đúng ý mình các bạn. Đơn giản mà đẹp. Nhìn như kiểu tàng hình ấy nhỉ. Ừ. Mẹ chất phết. Ui rồi. Ấy à, nhưng mà lắp ngọc là hơi bị lỗi nha. Chê nha. Ấy, như là cái quắm này nó mới ra chưa ai đổi được cho nên là nó đang bị lỗi anh em ạ. Ấy à, nó cho cả âm thanh của MK47 khẩu BBU này. À, cho cả ngọc luôn. Được, 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 được. Khá quá nhờ. Trời lớn quá, anh ngọc trời lớn quá. Mẹ thế chứ. Chả mấy khi đến Tết. Được cái là bọn Trung Quốc nó ăn Tết cùng với mình anh em ạ. Cho nên là mình cũng gọi là hưởng lây, hưởng ké nó. Sự kiện tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sự kiện về một khẩu lục QSZ92. Cái khẩu này cùng với cái set của khẩu AK47 tìm kiếm mà trước mình đã từng làm này. Ở đây chúng ta cũng có thể đổi AK47 tìm kiếm hoặc là skin này. Đó. Nhìn cái khẩu kia là nhớ ngay cái khẩu này mà y rằng bấm vào phát là thấy khẩu kia hiện ra luôn. Cùng với cái kiếm đấy, cái kiếm trước là nó cho kiếm cùng với AK rồi. Giờ cho lục nữa là đủ một set luôn. Mới nó cho bom nữa thì đúng ối dồi ôi luôn anh em nhỉ. Ừ, chị 10 dạo này cũng như kiểu là vui sao ấy. Cho sự kiện free miết thôi, ngon vãi anh em ạ. Ừ, anh em chịu khó, anh em nào còn chơi chịu khó đăng nhập nha. Đây là sự kiện ngon nhất này. AK81 quay trở lại. Đó. Anh em nếu mà chưa đủ điểm thì anh em có thể làm nhiệm vụ ở đây và tích điểm để đổi cái điểm anh em bán hàng được ấy. Đây này. Đó, mình ui 1.500 cơ. Mua thẳng luôn thì 880 anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ mua thẳng luôn nha. Ở đây thì sẽ được đổi 81 hoặc là MK47 cùng với những cái hòm ở dưới này. Những cái hòm dưới này thì mình không biết là nó như thế nào nhưng mà thôi cứ 81 một phát thôi chứ chờ đợi đéo nữa mua luôn 880 nhưng mà chỉ được mua một lần nha anh em ơi. Chỉ được mua một lần thôi nha. Mình còn hơn 600 cái điểm. Cái điểm này gọi là cái điểm đéo ta. Điểm bán hạng anh em. Rồi, và khẩu súng của cái mùa S1 mới 2024 này sẽ là khẩu CZ75 nha anh em ơi. Một khẩu lục sấy. Nhìn cũng ra gì đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết bắn có ra gì không. Và chắc chắn là cái khẩu này nó sẽ cho free 3 ngày để anh em trải nghiệm rồi. Cùng với 200 kim cương. Tí lát xuống thì mình sẽ mua xuống và nhận luôn. Có cả skin này. Skin này như skin lỗi sao. Skin này chưa ai tạo anh em ạ. Skin này là kiểu skin màu mè của mấy khẩu súng danh ấy. Tự chế, màu tự chế các bạn. Rồi, đâu rồi, nhận luôn. 81 chứ còn đéo gì nữa. Đéo ai nhận MK47 đúng không? 81 vào rõ ngay. Và nếu mà anh em mà đổi 81 thì mình khuyên anh em là đừng có nâng lên làm cái đéo gì các bạn. Nâng lên nhá, thứ nhất phải vừa phải mua hòm nhá, vừa tốn tiền nhá.
mà anh em chỉ chơi được danh 2K8 đổ xuống thôi, tầm danh 3K trở lên là nó cấm tiệt luôn. Đôi khi là khẩu này nó cũng cấm này, cho nên là anh em cầm khẩu này thì may ra còn được bắn. May ra còn được bắn chứ còn nếu có súng ngon mà đéo được bắn thì mua đéo thôi, đúng không? Đấy, cứ mua khẩu này là ngon rồi. Khẩu này bắn ok mà. Chẳng qua là cái đặc quyền VIP của nó không được như cái khẩu nâng cấp kia thôi, nó không được đẹp hơn thôi, nó hơi xấu anh em ạ. Nói thẳng ra là nó hơi xấu nhưng mà nó bắn vẫn ngon. Anh em có thể, ui dồi, anh em có thể là cày nhiệm vụ ở đây để cuối mùa anh em đổi cũng được. Đấy, mình có thì mình mua thẳng luôn thế cho nhanh anh em ạ. Rồi, bên dưới này cũng có một phần sự kiện đổi skin free. Trước là nó cho M4 Pareto, Transformer các thứ đây. Giờ thì nó cho khẩu Barrett cá mập. Đấy, cũng circuit free anh em ạ. Ở đây mình thấy có cái hòm gì này, mình nhận luôn. Mất 6 xu. Hòm này là ra là xúc sắc anh em ạ, xúc sắc xúc sắc. Đằng nào mình còn dư xu mà. Đến mùng 9 tháng 2, đến là Tết thì nó sẽ mở cái skin kia ra để mình mua, và chắc chắn là mình sẽ mua cái skin Barrett cá mập rồi. Nhưng skin kia mình không thích, không thích. Đó, đây sự kiện nhận key, nhận chìa khóa của VIP. Đây sự kiện cũng free này. Sự kiện này thì mỗi tuần anh em sẽ được nhận một lần. Và với điều kiện là anh em sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ kia. Mà nhiệm vụ thì mình hoàn thành đó. Giờ chỉ đợi 2 tuần kia nữa là bú thôi. Cứ sang đầu tuần là phập thôi. Nhảy. Rồi, cái này nó cho những cái gì gì không à? Nhiều cho cái này để bán AI hả? Cần gì mấy cái này đâu, cho làm gì? Rồi, đây là quả update anh em ạ. Một khẩu súng mua danh 3 ngày cùng với là 200 kim cương. Mùa nào cũng thế thôi, mặc định là như thế rồi. Chắc chắn là sẽ 200 kim cương và một khẩu súng danh của cái mùa đấy 3 ngày cho anh em trải nghiệm trước khi mua. Còn sau fix hay không đấy là việc nó. Rồi, cùng một con nhân vật và một cái xúc sắc. Mùa nào cũng thế anh em ạ, đều như vắt chanh. Rồi, dưới này nhiều hòm ngon đấy. Điểm danh ngày cái. Rồi, mình sẽ lướt hết xem ở dưới này là có cái gì không, có cái gì đặc sắc không. Thấy bảo có mấy cái vòng quay mới nhìn mẹ chất phết, mình cho vào nhưng mà lướt trên group thấy ghê ghê các bạn. Ừ, khá tốn tiền đấy các bạn. Mùa này sẽ có cọp Transformer Noble Gold và M41 Transformer Noble Gold. Anh em hiến thận thôi. Bom 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 nổ nữa sao, bom nổ Transformer Noble Gold sao. Rồi, làm cái nhiệm vụ bấm 10 like cái kiếm lên 10 kim cương thôi. Nó nhẹ nhàng tình cảm. Những cái sự kiện trên kia là à, những cái nhiệm vụ kia là mình bắt cho đêm qua mà nó update dở ấy. Thì là CFM là qua 11 giờ đêm là nó sẽ tính sang ngày hôm sau rồi. Cho nên là cái tầm đấy anh em làm nhiệm vụ thì nó sẽ tính sang ngày hôm sau. Còn trước 10 giờ đêm giờ Việt Nam ấy thì nó sẽ là ngày của hôm đấy. Đấy. Còn sau 10 giờ là 11 giờ của bọn Trung Quốc. À, sau 11 giờ của Việt Nam là sang bọn Trung Quốc là nó qua 12 giờ rồi. Nó sẽ tính sang ngày khác rồi anh em ạ. Tính sang ngày sau rồi. Rồi, cái sự kiện gì đây? Ôi trời ơi, đây. Mùa danh này thì mình mới vào và chưa bắn phát nào anh em ạ. Vẫn ba trọng của Nguyên Trinh. Mùa trước thì lên được nho nhóc lên được 3K7. Là vịt quá. Rồi, hot shop thì chúng ta sẽ có những khẩu súng như là Spat và cái khẩu gì S1 cái gì gì. Đại loại là hai khẩu. À đâu, MG36 này. Rồi, Spat 12 Transformer luôn. Khẩu này nhìn trông như cái xe tải của khẩu của cái thằng Optimus thì nhỉ. Optimus Prime ấy, chà đẹp đấy. Đây, bên này là khẩu MG36. Khẩu này chắc là theo phong cách của thằng Megatron hả? Được đấy anh em nhỉ. Kiểu kiểu như phong cách của thằng Megatron. Được. Nhưng mà nó có cái biểu tượng của con Optimus thì các bạn. Hơi vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục. Quả khoe súng nhìn chất chưa? Được. Này thì chỉ nhìn thôi anh em ơi. Nuốt nước bọt vào tim thôi, tiền đéo đâu mà hiến. Anh em nó có tiền hiến thì cho mình mượn mình làm video nhá, nói về bé thôi. Đây, cái sự kiện này cũng giống kiểu cái sự kiện khẩu P90 khủng long trước này, nhưng đây là khẩu M1216 cũng phiên bản khủng long luôn đấy. Chà 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 chà. Rồi xem nào,
xem ở trong cái vòng này nó có những cái gì nào. Nhìn cũng ra gì đấy anh em ạ. Đấy, cha cha, một khẩu lục, một cái rìu, mấy cái đồ linh tinh thôi. Nói chung là mình thấy thì cái khẩu này thì chẳng chả ai quay đâu anh em ạ. Nếu ông nào giàu giàu sưu tầm thì ok, còn như mình thì đéo bao giờ luôn. Đây shop thì ôi thôi đừng có mời giờ này, shop thì giờ nó đang bán lại những cái hỏi súng danh, anh em có thể mua để nâng cấp súng danh hoặc là thử vận may với khả năng one hit chẳng hạn đấy. Nhưng mà khó lắm, one hit khó lắm ấy. Chứ anh em có phôi rồi thì anh em mua hòn này để nâng lên VIP vàng. Nhưng mà khuyên anh em đừng có nâng khẩu 81 hay là MK47 lên VIP vàng. Autobahn đấy, khẩu MK47 nâng lên thì còn lâu lâu còn được chơi, còn 81 thì auto mẹ luôn, 3K trở lên là auto cấm mẹ luôn. Trừ khi anh em chơi danh thường thì chịu, anh em chơi danh thường thì nhất anh em rồi đấy, anh em cứ thế nâng thôi, đéo có gì để cản cả anh em ạ. Rồi đây chúng ta có thể lướt qua những cái hòm súng danh ở đây. Đây là hòm dao này, đó hòm dao đó. Đó, anh em không biết là cái hòm nào nó là cái gì thì anh em có thể bấm vào anh em xem. Như đây là hòm AK47 Pareto này, quái vật này, quái thú này. Đó, anh em không biết thì anh em cứ bấm vào thôi, đơn giản mà. Quan trọng là anh em có xe hay không thôi. Rồi, dưới này thì nó đã thay đổi những cái set bom. Và trước thì mình đã tậu gần như là đủ rồi, thiếu có mấy quả thôi. Đấy, gọi là Royal Pass anh em ơi. Sang một Royal Pass thì chúng ta mùa này vẫn sẽ được free nha. Và mình nhận ở đây là mới chỉ là những cái quà free thôi, chứ chưa phải là quà của cái gì nhỉ? Của bên kiểu kiểu như là mất tiền ấy. Đấy. Đại loại thì anh em nào mà mùa trước nó cho free mà anh em cày qua được 200 level nó sẽ cho anh em một cái dương. Và cái dương đấy thì nó sẽ là dương mở free của Royal Pass mùa S1 năm 2024. Đây. Đó, chính là nó. Nó thấy chưa? Anh em mở cái này ra, nó sẽ cho anh em một cái thẻ màu vàng. Đó, anh em sẽ tìm đến cái thẻ màu vàng anh em mở cho mình. Đấy, nó sẽ mở khóa gọi là unlock những cái mục bên dưới, là coi như là mình đã nạp cái gói 30 tệ kiểu kiểu như thế đó. Được chưa? Chị 10 dạo này làm ăn chất quá, chắc là cũng kiếm ăn được cho nên là cũng hào phóng với anh em ngoại được nhỉ. Tôi năm nay 20 mấy tuổi, 30 tuổi đầu rồi, lần đầu tiên gặp quả trường hợp như này. Ngon chưa, ngon chưa, đã mất đồng nào luôn anh em ạ. À. Và đây là shop Royal Pass nha, shop sổ nha, anh em cứ bảo không biết tìm ở đâu. Ở đây thì mùa này mình sẽ cố gắng cày khoảng 1K23 cùng với cái dao này cho nó đủ cái set Dominator ấy. Đủ cái set khoảng 200 ấy. Đấy, cái dao này được 40 rồi này, khẩu MK23 được cái 20 này, thế là còn thiếu ít ít nữa thôi, cố gắng anh em ạ. Ai, mùa này chắc chắn nó húp rồi, chắc chắn là phải húp hai cái đấy rồi, nhưng mà phải cày hơn ba cho vào 350, khả năng sẽ phải nạp tí anh em ạ. Quanh quanh là sẽ phải làm một tí thì mới ok được. Rồi nãy là chúng ta nhận được cái gì ta, hình như là có một cái dương hay có một cái gì đó để mở ra súng VIP thì phải. Đấy mình có lướt qua. À đây 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 đây, đây. Mày xong rồi. P9 PP19 Apizone này. Barret hoặc là AK7 Anubis. Bizon mẹ đi. Giờ đéo ai nhận mấy cái khẩu cũ này nữa đúng không? Ở Barret kia thì mình có rồi này. Khẩu AK7 Anubis thì mình cũng thích nhưng mà thôi lấy Pizon đi anh em ơi. Bizon nha. Đó, được chưa? Được chưa? Pizon này VIP nha. VIP này nhưng mà VIP của chuối, VIP level 1 thôi. Để mà lên được level 2 thì anh em sẽ phải cày nữa. Nhưng mà không biết là cái mảnh của Bizon này lấy đâu, đâu ở đâu ta anh em. Đó là cứ mảnh của Bizon lấy đâu. Hay lại lại đổi ở trong Royal Pass nữa tôi. Ôi tôi. Bizon thư pháp à? Lại cho cái gì vào lại cuộn ra được cái thư pháp lại nhìn chất nhỉ. Thôi thì mày con duyên đến với tao thì nước mắc luôn không nói nhiều anh em ạ. Đẹp đấy anh em ạ, đẹp đấy, được được chứ chi gì đâu, mua đã la liếm được khẩu VIP miễn biết rồi, tuy là level 1 thôi nhưng mà cũng ngon rồi. Biết là cái mảnh nâng cấp của nó kiếm đâu, nhưng mà thôi để sau đây cái mày. Ok, và rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip nhá.